Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài tự kiểm tra trang 84-85 trong vở tập toán lớp 2 nhé. Bài số 1, nối phép tính với kết quả đúng. Các em hãy nhẩm kết quả, sau đó chúng ta nối đến các cái kết quả ở phía dưới đây. Đây là phép tính. Khi các em tính ra kết quả nào thì các em nối với vòng tròn có chứa cái kết quả đấy. 14 trừ đi 7 bằng 7. Các em nối đến chữ số 7 cho cô. Đây, 14 trừ 7 bằng 7. Tiếp theo nữa, 13 trừ đi 7. 13 trừ 7 bằng 6. Các em nối đến số 6. Tiếp theo, 18 trừ đi 16 trừ đi 8 thì bằng 8. Các em nối đến số 8. Tiếp theo nữa, 11 trừ đi 3. 11 trừ đi 3 cũng bằng 8. Các em nối đến số 8 cho cô. 11 trừ 3 bằng 8. Rồi, phép tính tiếp theo, 18 trừ đi 9. 18 trừ đi 9 thì bằng 9, nối đến số 9. Mười hai trừ đi tám bằng 4, kem nối đến vòng tròn có số 4. 15 trừ đi 9 bằng 6, kem nối đến vòng tròn có số 6. 12 trừ đi 3. 12 trừ đi 3 kết quả bằng 9, kem nối đến số 9. Mười hai trừ đi năm bằng 7, kem nối đến số vòng tròn có số 7. Cuối cùng, 11 trừ đi 4 cũng bằng 7, kem nối đến vòng tròn số 7. Nhìn nó hơi bị rối đấy, kem nối cẩn thận một chút. Như vậy là chúng ta đã vừa nối xong được bài tập số 1. Sau bài tập số 2, yêu cầu các em đặt tính rồi tính. Bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại làm cho xong bài tập số 1 đã nhé. Bài tập số 2, ý thứ nhất, 32 trừ đi 4. Chưa đi đặt tính nhé, số 4 này là đơn vị, kem thẳng cột với chữ số 2 hàng đơn vị phía trên. Kem trừ này, 2 không trừ được 4, kem mượn 1. Lấy 12 trừ đi 4 bằng 8. Mượn 1 thì kem trả 1 sang đây. 3 trừ đi 1 bằng 2. Kết quả 28. Tiếp theo nữa, 83 trừ đi 25. Ba không trừ được 5, kem mượn 1 phía trước thành 13. 13 trừ đi 5 bằng 8. Mượn 1 thì trả 1 sang đây. 2 này nhớ 1 bằng 3. 8 trừ đi 3 bằng 5. Kết quả 58. Tiếp theo nữa, 65 trừ đi 47. Chú ý các chữ số ở cùng một hàng thì nó sẽ thẳng cột với nhau. Hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, trục thẳng cột với hàng trục. 5 không trừ được 8, kem mượn 1 phía trước. 5 không trừ được 7, kem mượn 1 phía trước. 15 trừ đi 7 bằng 8. Mượn 1 trả 1 sang đây. 4 nhớ 1 nữa bằng 5. 6 trừ đi 5 bằng 1. Kết quả 18. Cuối cùng, 40 trừ đi 9. Không trừ được 9, kem mượn 1 phía trước thành 10. 10 trừ đi 9 bằng 1. Mượn 1 thì trả 1 sang đây. 4 trừ đi 1 bằng 3.
Kết quả bằng 31. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 2. Tiếp tục sang bài tập số 3 các em nhé. Bài số 3 là bài tìm x. X trừ đi 9 bằng 16. Đây là số bị trừ, số trừ, hiệu. Muốn tìm số bị trừ, các em lấy hiệu cộng số trừ. Như vậy x bằng 16 cộng 9. X bằng 25. Các em có thể đặt phép tính ra. Tương tự sang ý B. X trừ đi 5 bằng 37. Số bị trừ này, số trừ này, hiệu này. Muốn tìm số bị trừ, các em lấy hiệu cộng với số trừ. X bằng 37 cộng 5. X bằng 42. Sang ý C, 31 trừ đi x bằng 16. Đây là số bị trừ, số trừ, hiệu. Bây giờ không phải tìm số bị trừ nữa mà tìm số trừ. Muốn tìm số trừ, các em lấy số bị trừ trừ đi hiệu. X bằng 31 trừ đi 16. 31 trừ đi 16, như vậy x bằng 15. Xong bài tập số 4. Bạn nào chưa xong bài tập số 3, các em hãy dừng lại làm cho xong. Bài tập số 4 như sau. Năm nay chị 11 tuổi, em kém chị 4 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi? Như vậy muốn tìm số tuổi của em năm nay thì em sẽ lấy tuổi chị, tuổi của chị, em trừ đi 4. Tuổi của em năm nay. Em sẽ lấy tuổi chị, em trừ đi 4. Như vậy 11 trừ đi 4 thì tuổi em năm nay sẽ là 7 tuổi. Đáp số. Bảy tuổi. Đến đây bạn nào chưa xong 4 bài tập đầu tiên, các em hãy dừng lại để làm cho xong 4 bài tập đầu tiên. Cô và các em để tiếp tục chuyển sang bài tập số 5. Bài tập số 5 là một bài yêu cầu vẽ hình theo mẫu. Vẽ hình theo mẫu. Kem đếm này. Chúng ta sẽ đếm ở đây 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không ạ? Như vậy, kem sẽ đếm từ bên ngoài này đếm vào đến vị trí thứ 5, kem đánh dấu. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy, kem đánh dấu cái này vào. Lát nữa chúng ta nối. Được chưa? Đếm từ dưới lên này. Tiếp tục kem đếm từ dưới lên này. À, từ trên xuống kem đếm này. 1 này, 2 này, 3 này. Được chưa? Sau đó kem lùi vào 1. Kem đếm này, 1 này. Đây nha. 1, 2, 3, 4 đi. Đếm cả cái này đi. 1, 2, 3, 4. Sau đấy kem lùi vào 1. Kem đánh dấu vị trí này. Ở đây kem cũng từ ngoài vào kem lùi vào 1. Sau đó kem nối 3 cái điểm này với nhau. Để chúng ta vẽ cái hình phía trên đã. Cái phần phía trên của hình trước. Đây, em nối hai điểm. Các cái điểm mà em vừa đánh dấu với nhau đấy. Đến đây. Được chưa nào? Đây, cô bị kéo dài ra đấy. Sau đó kem lấy xuống 1, 2, 3. Kem lấy xuống 3. 1, 2, 3. Cái này kem cũng kéo xuống 1, 2, 3 nhé. 1 này, 2 này, 3 này.
kem nối hai điểm này với nhau. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã vừa vẽ xong được cái hình rồi đấy. Đây cái này cô vừa. Này không nối đâu game nhé, không nối. Như vậy là người ta vừa vẽ xong, nó gần giống với hình ngôi nhà đấy. Kem có thể dùng bút màu để kem vẽ. Cô sẽ tô cái phần phía trên này màu đỏ. Màu thì kem tô màu tùy theo ý thích của các em nhé. Tùy ý thích. Đấy, người ta không bắt buộc là tô màu đỏ hay màu xanh cả. Hoặc em có màu nào sẵn thì em tô màu đấy thôi. Tô màu xong phần trên thì bây giờ chúng ta tiếp tục tô màu xuống cái phần dưới, phía dưới này. Cái hình bên này các em cũng tô tương tự nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái phần bài tự kiểm tra rồi đấy các em. Bạn nào chưa xong thì em hãy dừng lại để làm cho xong lại nhé. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong các bài tập trang 84, 85 trong buổi tập toán lớp 2. Để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh sau khi xem. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh và các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.